này em cưới rồi, mãi sau anh sống thế nào? Một người đã mong cả thế giới đánh đôi với tình yêu mới. Ngày em đẹp nhất trên đời là ngày chúng ta là mãi một người. Giờ duyên đến nay mình chả biết rồi. Anh em ơi, Sonic Free Fire giá rẻ shopsikeo.vn vui đón Giáng sinh ngập tràn quà tặng, và đặc biệt là giảm giá vòng quay lên đến 70%, tất cả chỉ có tại shopsikeo.vn nhá. Let's go. Hello anh em, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nhá. Wow, hình như là ngày hôm nay là Noel phải không ta anh em? Sĩ Kẹo không nhớ nữa, anh em đoán xem. Hôm nay là ngày 23 tháng 12, như vậy là hình như là đêm nay sẽ là đêm Noel thì phải. Nhưng mà tớ làm gì không yêu. Ơ kìa kìa, này vỡ đầu là hãy nói rồi không nghe cơ, rất là e rét anh em ạ. 1 kill đầu tiên luôn. Yeah, ôi ôi, kiểu mới vào đã có kill anh em ơi, khởi đầu thế này là quá là may mắn luôn. Ôi, cái này thì cơ hội có một mà lại cao quá luôn. Nào ớ, thầy chủ nào. Ơ kìa, đừng có trốn. Nhá, tớ không làm gì cậu đâu, đừng có trốn. Đùa chơi anh em như kiểu là nó sợ mình vậy kìa. Người ta đã kill làm gì đâu. Ờ, à, khủng long đất ạ, à này, ui, rát vai luôn anh em ơi, chú khủng long bắn tôi gọi là bắn tóe cả đít, vãi cả lìn luôn anh em ạ, à. Chú khủng long ấy bắn hơi căng, nhưng không sao anh em ơi, thì kẹo đang còn máu rồi, đầy cây máu là chúng ta chơi game một cách nó tự tin luôn, ngại gì bố con thằng nào phải không anh em, ế, có ai không ta? Vàng vãi. À đây 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 đây. Ui tìm mãi ra thành như này. Ok này. Ui lỗi. Máy giật quá anh em ạ. Người này ping hơi cao. Ui vỡ đầu chưa. Ngồi đấy mà ping cao nhá. Kể cả là ping cao hay là ui gió nắng phong ba bão táp các kiểu, Sĩ Kẹo vẫn chơi Free Fire là bắn bình thường thôi anh em ạ. Bình thường như cơn đường hộp sữa. Được chưa những người anh em. Yeah, và bạn nào chưa like cho video thì hãy nhớ là nhấn nút like cũng như là đăng ký kênh Sĩ Kẹo để ủng hộ cho mình nhá. Thank you các bạn. Ok. Ơ cái gì đấy? À, một thanh niên ở dưới căng thẳng quá nhá. Ui. Nó đang lượm xác anh em ạ. Được quá nhá. Này làm sao? Ơ kìa. Cái gì đấy? Này làm sao? Chơi cái trò mèo vờn chuột thế này à? À thế à? Nào bình tĩnh người anh em. Ui giời. Người anh em căng thẳng đấy. Ui, có phải người anh em căng thẳng mặt như nhịn ỉa cả tuần thế này? Ý kìa. Đừng có bắn tớ nhá. À, nó đây. Này làm sao, tớ hơi bị nhiều bông keo đấy. Ok. Áo trắng ạ, à. Ui, cậu bé áo trắng lên đường. Bảo rồi cơ, không tin anh em ơi. À, và ngày hôm nay thì mình sẽ chơi cái combo súng, đấy là một cây súng SVD và một cây súng MP40. Với cái combo súng này anh em xem là ngày hôm nay kẹo sẽ bắn gắt thế nào nhá. Ok luôn. Yeah. Nào. À, nếu mà anh em thích kẹo thực hiện những cái thử thách top 1 Free Fire thì các bạn có thể là đặt ra cho mình bằng cách là comment ngay bên dưới video. Có thể là anh ơi, anh chỉ dùng shotgun lấy top 1 này. Anh ơi, anh chỉ dùng tiểu liên này. Anh ơi, anh chỉ dùng súng ngắm hay là bất cứ con mẹ gì lấy top 1 cũng được. Ok anh em. Nào, quay vào tình hình thì hiện tại chỉ còn lại có 22 thanh niên. Ôi nhưng mà này, làm gì đấy, người ta đang đếm sĩ số khổ lắm cơ. Lớp trưởng đang đếm sĩ số, tự nhiên có thằng nào đấy nó lòi ra anh em ạ. Thế là tôi lại phải bắn nó. Cơ bản không bắn nó thì nó lại bắn mình mà anh em. Ui dồi ôi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đúng không anh em. Yeah. À, các người anh em, đầy máu rồi, let's go ơi. Khổ vãi, thằng bé bắn tôi xoắn cả quể vào trong rồi anh em. Ui ôi, Hà Nội tầm này đang rất lạnh rồi anh em ơi. Nhưng chú chim cánh cụt sun vòi còn 3cm ấy chứ anh em. Yeah. À, được phết nhờ, thêm túi máu này. Hiện tại kẹo có 7 túi máu rồi nhá. Được VL luôn, nhưng mà à, thằng nào trước mặt vậy? Ui, lái xe qua luôn cả. Nào lại đây, ơ kìa. Ui bỏ mẹ luôn, nó chạy đến nó tông mình ạ. À. Ê, này, headshot. Vậy là chạy đến tông mình cơ. Ơ, thằng nào đấy? À, vẫn còn một đứa nữa. À, hồ vãi cả game. Game này hơi căng thẳng nhá. Bạn nào bảo không căng đi nhá. Hôm nay với cái combo súng này là kẹo tuyên bố là săn phẳng bản đồ rồi anh em. Không phải ngại bố con thằng nào cả, được chưa anh em. Yeah. Ê, quầy rất nhiều bông keo, tranh thủ lượm được của thanh niên shipper bông keo. Thế là hiện tại thì mình có 7 trái bông keo rồi. Nào, ở trong này đúng không?
vừa thấy là lanh quanh đây có một đứa mà nó chạy đâu rồi anh em ơi. Lẹ quá, không hiểu kiểu gì. À đây. Có mà trốn này. Trốn là trốn thế nào là với xí kẹo. Đau đầu quá anh em ạ. Ui người anh em chạy thế. Tưởng trốn đi đâu chứ trốn ngay cái chỗ hàng rào đấy là dở rồi. Đáng lẽ ra là phải kiếm chỗ nào trốn ngon ngon chứ anh em. Ở những cái trường hợp thế này tớ từ chối hiểu. Ê kìa. Làm sao? À, thanh niên ở dưới dựng một keo nhanh quá nhở. Được em ơi. À đây được rồi, để tớ qua xem là cậu này cậu ấy tính làm cái gì. Độ nhạy hiện tại thì kẹo vẫn để full 100% nha anh em nhá. Nó chạy vô trong nè. Rồi, áo trắng à? Áo trắng có làm anh em lo lắng không? Ui rồi, một viên rồi nhá. Ui bỏ mẹ. Ơ, bắn này, vỡ đầu. Oh my god. Vãi luôn, thanh niên cũng căn sọ mình cơ. Nhưng mà căn sọ thế nào? Ui rồi, một viên FD lên bảng điểm số luôn. Ui, kiểu khóc cho người đi luôn. Thương quá, thương thanh niên quá. Thế nên kiểu như là bạn ấy vừa mới đứng ra ngoài cái là Thôi, vỡ đầu, không còn gì để nói nữa rồi. Đau lòng luôn anh em. Thề luôn, chạy lòng thương cô luôn. Được rồi anh em, còn lại 11 đứa. Ui mà bảo rồi nhá. Hôm nay các ông các bà có đi chơi Noel thì có chụp ảnh khoe tôi nhá. Kiểu tôi trầm cảm con mẹ nó luôn ấy. Tôi không có người yêu. Dỗi vãi lìn à. Nói chung là như thế này anh em ạ. Không có người yêu ấy, ở nhà Noel chơi game với anh em là đúng rồi. Ngoài ra thì kẹo có làm thêm một cái kênh phụ nữa là Sĩ Kẹo TV nhá. Mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Ở dưới này có ai không vậy? Vắng quá anh em ơi. Ở dưới này thì kẹo chưa thấy có ai cả. Nhưng mà à phía trước có thính kia. Nhưng mà còn ai không? Khổ lắm nhá, bây giờ là tôi lại phải đi tìm cậu rồi nhá. Nãy thì công lao cho lắm mà cơ, nhiều khi là chúng nó muốn hấp riêng mình luôn ấy. Nhưng mà đây, nhiều lúc mình tìm chúng nó thì mình lại không thấy. Ui dồi ôi, bài toán đau đầu của sĩ kẹo rồi đây anh em. Yeah, lên nào. Những người anh em ra đây tôi bắn cho mấy cái này. Những người anh em ơi, không biết là trốn chui trốn lủi chỗ nào rồi. Ok thì mình quay trở lại cái khu vực này. Ui bỏ mẹ, cái gì đấy? À, thì ra nó gọi thính, sau đó là nó đứng trên tròi, à nó ngồi canh à. Được, ui thông minh. Những cái trường hợp thế này là thông minh, thế này là phải xử luôn anh em ạ. Nào cái đầu đâu? Ui cái đầu này. Ui, trăm phát bấu thì không bằng một phát đạp anh em ạ. Ui ôi, bấu mãi làm cái gì? Khổ lắm anh em ơi, bảo rồi khổ lắm, cứ lao vào mình làm cái gì cơ. Yeah, được rồi nào. Ê, còn 9 đứa ạ. Ui căng thẳng đấy, đông quá anh em ơi. Không sao, với độ nhạy full 100% thì kẹo vẫn rất là tự tin luôn anh em ơi. Ất tưởng là tớ mà phải ngại các cậu á. Yeah. Theo tớ nhá. Nhưng mà bây giờ là kẹo có quá nhiều trang bị rồi anh em ạ. 9 trái mông keo này, vô tư chưa? Mình mới đổi cái nút ngồi nó ra giữa anh em ạ. Cho kiểu như là đỡ nhấn nhầm đấy, lúc nào mà nhấn nút ngồi là nhấn thôi anh em. Nên là anh em thấy quả sắc tinh phải gọi là bá đạo vãi trưởng rồi. YouTuber ngày nào cũng thay sắc tinh luôn anh em, nói thế thôi. Chứ còn là mình có hai máy anh em ạ, nói chung là cứ đổi qua đổi lại thôi. Nào, rồi ôi. Để tớ coi nào, bây giờ lên trên cổng trời nhá anh em nhá. Úi ôi, có ai không ta? Vắng quá nhờ, khổ quá cơ nào. Có thằng nào, ui ra ngoài này. Này thanh niên này, thằng này thằng thứ 10 nhá. Điểm danh luôn anh em ạ, cho thằng này thằng thứ 10 luôn. Ok, nãy giờ là mình giết 9 kill rồi. Thằng thứ 10. Ui ôi, vỡ đầu. Đúng lên bảng điểm số thứ 10 luôn. Ok. Vĩnh biệt thanh niên thứ 10 nhá. Được rồi anh em ơi. Và đây mình vẫn sẽ chơi combo xuống đây là FVD MP40. Mặc dù là lúc nãy là mình có thấy XM8 rồi, nhưng mà thôi, thực hiện lời hứa với anh em mà top 1 chỉ với hai cây súng này thôi nhá. Súng lục thì bảo rồi, tớ chỉ cầm chơi thôi. Nói chung là cầm chơi thôi nhá, không có xài đâu nhá. Anh em thấy không, nãy giờ thì mình đâu có xài súng lục đâu chứ. Chẳng qua là cầm nhiều khi chạy cho nó nhanh anh em ạ. Bỏ chảo sau lưng để đỡ đạn chẳng hạn. Ơ nhưng mà cái gì đấy? Ơ kìa, cái gì đấy hả? Ui thêm một viên nữa thôi, thanh niên lên bảng điểm số anh. Nhưng mà thằng đó nó dự một keo nhanh quá anh em ơi. Thế nên là bây giờ từ anh em ơi, có khi là tớ cũng phải xuống dưới luôn ấy. Ok, đây được rồi anh em ạ. Yeah, để tớ qua. Ui ồ, cái gì đấy, gốc cây này. Ơ kìa, làm sao đấy hả? ui dồi ôi, đâu rồi nào? Ơ này, ui ồ, bỏ mẹ. Anh ơi, anh làm gì em đấy? Kìa, này. Ui, lên bảng, khổ quá anh em.
Úi dồi ôi, cái bạn này, bạn ấy lại tính cứu mình, khổ đấy. Thế là lên bảng thanh niên thứ 11 luôn. Ui, các bạn ấy thi nhau lên bảng anh em ạ. Đấy, tớ làm lớp trưởng mà bây giờ tớ điểm danh sĩ số nhá. À, còn bốn đứa này, sao, đâu rồi? Để xem đi, tìm nốt bốn đứa còn lại này anh em này. Yeah, cố gắng nhá. Đây, tầm này là để mình chạy lên trên cái đã. Hiện tại thì bo thu lại rất nhỏ rồi nha anh em. Đây rồi, có một đứa. Úi dồi ôi, đừng có chạy này, bảo rồi đừng có chạy, chạy vỡ đầu ở đấy mà chạy. Ôi ôi, lại headshot 12 kill hôm nay bắn kiểu kinh khủng vãi luôn anh em ạ. Ôi, cái này độ nhạy anh em cứ để 100% anh em vuốt cho nó dễ, vuốt rất là nhẹ tay luôn, tôi thề với anh em là như thế mà. Đây còn ba đứa nhá, còn ba đứa nào, tìm nốt ba đứa để win game nào anh em. Ế, ở đây có không ta? Không, ở đây không có anh em ạ. Thế thì chúng nó ở đâu nhở? Hay là bây giờ là mình bắn súng mình dụ địch đi. Nhưng mà thôi anh em, tầm này còn 3 đứa, bắn súng dụ địch dại quá anh em ạ. Khi nào còn 2 đứa thì hãy bắn súng dụ địch đúng không? Nào, ế, trên này cũng không có cả. À đây, thấy rồi, thấy ngay. Ui, lượng thính này vãi cả lượng thính. What the hell? Lậm thính. Ôi ôi, số nhỏ vãi luôn. Thanh niên vừa chạy đến cái thính tôi vẩy nhẹ cái FVD thổ sòng vỡ đầu. Đúng kiểu vỡ đầu. Ok. Nào, ui ngồi xuống gã. Ui, cắn sọ rồi nhưng mà nó lại quay đít vào chỗ mình. Nó lại còn bật cả khiên chống đạn lên nữa. Thôi. Này làm sao? Ôi. Thằng nó hạ nó rồi. Ui ôi, thanh niên kia bị hạ rồi. Thế nên là đây, tớ xuống đây cái đã. À đây, thì ra là thanh niên này à? Thì ra là bạn à? À thế à? Nào làm sao? Nào, ra đây em ấy. Ui ôi, chạy này. Ui, bắn hơi lỗ tí. Ông anh ơi, hồi hộp vãi trưởng, tầm này là hơi bị căng thẳng rồi nhá. Nào, à đứng gốc cây à? Tưởng gốc cây mà ngon à? Nhưng mà mình hết lựu đạn rồi. Khổ thế chứ, tầm này mà còn lựu đạn thì ngon. Đây, anh qua đây anh chơi với chú luôn. Ôi, tưởng anh ngại chú cả. Nào, làm sao? Ra đây. Này, thanh niên. Này, xong, headshot vỡ đầu luôn. Ui, booyah anh em ạ, tuyệt vời.